ôm đầu thẫn thờ, có phần hoảng hốt trên băng ghế dự bị khi thấy Bayern Munich bị dẫn bàn ngay từ phút thứ 3. Đứng im với vẻ mặt ngơ ngác, bất lực như người ngoài cuộc khi các đồng đội đang thi nhau tranh cãi với trọng tài. 26 phút thi đấu mờ nhạt với chỉ 3 lần chạm bóng và không có bất kỳ cú sút nào. Đó là những thứ khiến người ta nhớ về Harry Kane ở trận Bayern thua trắng 0-3 trước RB Leipzig, siêu cúp Đức, hôm 13 tháng 8. Tất cả những gì diễn ra trong ngày Kane ra mắt Bayern đều cho thấy tân binh 30 tuổi chưa hề sẵn sàng với đội bóng mới và môi trường bóng đá mới. Đó là màn ra mắt vô cùng đáng quên của Kane tại nước Đức. Gần nửa giờ đồng hồ thi đấu trên sân, tiền đạo người Anh cứ như người mất hồn, với đôi chân đi mượn. Lúc bấy giờ, cư dân mạng còn trêu chọc rằng Kane có vía quá nặng do ngôi sao mới của Bayern chưa từng giành bất kỳ danh hiệu tập thể nào trong sự nghiệp quần đùi áo số kéo dài hơn 14 năm, khiến câu lạc bộ xứ Bavaria mất siêu cúp vào tay Leipzig. Những anti-fan nói Kane đã mang vận đen tới Bayern, nhưng ở thời điểm đó, cựu sao Tottenham Hotspur gần như không có một chút thời gian nào để làm quen với câu lạc bộ mới. Bayern chính thức công bố tân binh Harry Kane vào đầu ngày rồi đăng ký thi đấu cho anh ở trận tranh siêu cúp Đức vào cuối ngày. Chân sút sinh năm 1993 thậm chí còn không có đủ thời gian để nghỉ ngơi, hít thở bầu không khí nước Đức cũng như làm quen ban huấn luyện mới, các đồng đội mới, chứ chưa nói tới thời gian để tập luyện và vào sân thi đấu. Nhưng với đẳng cấp siêu sao của mình, Kane chỉ cần đúng 6 ngày để chứng minh cho tất cả thấy rằng màn trình diễn trong thất bại trước Leipzig chỉ là tai nạn. Kane có lẽ chỉ coi trận thua trước Leipzig như một tờ giấy nhắp. Tới trận gặp Werder Bremen tại vòng 1 Bundesliga vừa qua, số 9 mới của Bayern mới thực sự trình diễn đúng đẳng cấp của mình. Ngay khi các cổ động viên ở sân Weser còn chưa kịp bồi ấm chỗ, Kane đã có đường kiến tạo đầu tiên trong màu áo đội bóng mới. Đó là đường chuyền một chạm vừa tầm và đầy nhạy cảm trong tư thế đang bị đối thủ ốp từ sau lưng. Một điểm chạm tinh tế và mượt mà của Kane đã mở ra cho Leroy Sane khoảng trống bao la. Cầu thủ người Đức thoải mái nhấn ga, vút lên phía trước cho các hậu vệ Bremen hít khói và ghi bàn mở tỷ số. Hơn 3 phút khởi động nhẹ nhàng và hai pha chạm bóng, Kane đã sở hữu pha kiến tạo nhanh thứ 5 của một cầu thủ trong trận ra mắt Bundesliga. Chưa dừng lại ở đó, cựu cầu thủ Leicester City tiếp tục tạo ra dấu ấn ở phút 74. Quan sát thấy Alphonso Davies đang dốc bóng ở cánh trái, Kane mạnh dạn khai thác khoảng trống mà hàng thủ đối phương đang để lộ, tự tin giơ tay xin bóng, nhận đường chuyền của người đồng đội mang áo số 19. Không chế gọn gàng ở nhịp đầu tiên rồi bình tĩnh đặt lòng với lực vừa đủ. Bàn thắng đầu tiên cho Bayern đã đến với Kane theo cách như thế. Các khán giả có cảm giác rằng siêu sao sinh năm 1993 đang làm mọi việc một cách quá dễ dàng và thuần thục, như thể anh đã chơi bóng ở Bayern và Bundesliga từ rất lâu rồi. Chỉ cần vỏn vẹn 3 lần chạm bóng bằng với số lần chạm bóng ở trận gặp Leipzig, Kane đã trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên trong lịch sử Bundesliga ghi bàn và kiến tạo ở trận ra mắt cũng như cầu thủ người Anh thứ hai lập công trong màu áo Bayern sau Owen Hargreaves. Kane của trận thắng trước Bremen và trận thua trước Leipzig như thể hai con người khác nhau. Một phiên bản sắc bén, quyết đoán, lạnh lùng và không một động tác thừa, phiên bản còn lại thì như gà mắc tóc. Chưa tới một tuần, Kane đã thay đổi hoàn toàn. Đó chính là khả năng thích nghi của một siêu sao đẳng cấp hàng đầu thế giới. Hành trình chinh phục nước Đức của trung phong 30 tuổi bây giờ mới chính thức bắt đầu. Cuộc chơi của Kane ở Bayern khởi đầu ở chiến thắng trước Bremen, chứ không phải thất bại trước Leipzig. Bremen, hân hạnh, là câu lạc bộ đầu tiên ở Bundesliga được nếm trải cảm giác đối đầu với Harry Kane. Tất cả các đội bóng còn lại cũng nên dè chừng khi gặp Bayern, bởi nếu số 9 mới của Hùng Xám có thể giữ vững phong độ như thế này, anh sẽ gieo rắc nỗi ác mộng cho những đối thủ cản đường Bayern như cái cách Robert Lewandowski từng làm trong quá khứ. Ngày thi đấu bùng nổ của Kane ở thắng lợi trước Bremen là lời cảnh báo với các đối thủ của Bayern và cũng là lời chào mà anh dành cho các cổ động viên của đội chủ sân Allianz Arena. Ngôi sao người Anh đã mang lại cho người hâm mộ Bayern một cảm giác đầy kỳ vọng và đầy yên tâm. Với cá nhân Kane, đây là câu trả lời vô cùng rõ ràng mà anh dành cho những sự hoài nghi về mình ở trận thua trước Leipzig. Một bàn thắng và một đường kiến tạo vào lưới Bremen cũng là thứ giúp Kane sớm giảm tải gánh nặng áp lực phải tỏa sáng của một bản hợp đồng bom tấn, của một tân binh có vị thế siêu sao. Ngoài ra, đây còn là liều thuốc tinh thần hữu hiệu, tiếp thêm sự tự tin và sự hưng phấn để Kane chân cứng đá mềm trong lần đầu tiên ra nước ngoài chơi bóng. Bên cạnh đó, sự hòa nhập nhanh chóng của tân binh mang áo số 9 có thể là điểm sáng hiếm hoi của Bayern ở thời điểm hiện tại. Đội chủ sân Allianz Arena đang có khá nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Đầu tiên, Bayern vẫn chưa tìm được thủ môn mới trong bối cảnh họ đã bán Jan Sommer cho Inter Milan, còn chấn thương gãy chân của Manuel Neuer hồi phục lâu hơn dự kiến. Trong thời gian gần đây, đã xuất hiện rất nhiều những tin đồn chuyển nhượng ở vị trí thủ môn của Bayern. Từ Geronimo Rulli, David De Gea cho tới Kepa Arrizabalaga, người đã từ chối Hùng Xám để chọn Real Madrid. Họ đều được cho là sẽ cập bến Allianz Arena, nhưng Servan Aurai, một cái tên không có nhiều sự uy tín, vẫn là người bắt chính trong cả hai trận đấu của Bayern ở mùa giải năm 2023 đến năm 2024.
Nhưng tình hình nhân sự ở vị trí thủ môn không phải vấn đề đáng lo ngại nhất mà đoàn quân của huấn luyện viên Thomas Tuchel gặp phải ở thời điểm này. Tờ Bild đã tiết lộ những thông tin cho thấy nội bộ Bayern đang ở trong tình trạng bất ổn. Cụ thể, ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay, Tuchel đã yêu cầu Bayern chiêu mộ một tiền vệ trụ mới. Tuy nhiên, cả ban lãnh đạo lẫn các thành viên khác của câu lạc bộ đều được cho là bất đồng quan điểm với cựu thuyền trưởng Chelsea. Thêm vào đó, Tuchel còn va chạm với một công thần của Bayern là đội phó Joshua Kimmich. Cựu huấn luyện viên PSG cho rằng ngôi sao 28 tuổi phù hợp với vị trí số 8 hơn, nhưng Kimmich khẳng định bản thân anh hoàn toàn có thể chơi tốt ở vị trí số 6. Trong một lần nói chuyện riêng, Tuchel được cho là đã chỉ trích cậu học trò đồng hương, khiến sự tự tin của anh bị suy giảm. Trước đó, vị chiến lược gia 49 tuổi từng công khai nói Kimmich không phù hợp với vai trò của một số 6. Joshua là cầu thủ rất chất lượng, nhưng cậu ấy vẫn không có DNA của một số 6 thiên về phòng ngự. Joshua thích chơi rộng, di chuyển tự do, có mặt ở mọi điểm nóng để hỗ trợ các đồng đội, Tuchel phát biểu trước trận giao hữu với Liverpool hồi đầu tháng. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, Kimmich phản bác ông thầy sinh năm 1973 bằng cách nói ngắn gọn, tôi là một số 6. Rõ ràng, màn trình diễn rực sáng của Kane là một trong những điều hiếm hoi giúp người hâm mộ Bayern có thể suy nghĩ theo chiều hướng lạc quan về mùa giải năm nay. Nếu tiếp tục duy trì được phong độ như trong trận thắng trước Bremen, bản hợp đồng trị giá 100 triệu euro sẽ mang lại được sự an tâm dù không trọn vẹn cho các cổ động viên của câu lạc bộ xứ Bavaria. Đây sẽ là thời điểm mà Kane được phép chiếm trọn sân khấu tại Bayern với sức ảnh hưởng rõ nét của mình. Siêu sao người Anh đã bắt nhịp được với Bundesliga, với hùng sám xứ Bavaria và giờ đây, anh đang là niềm hy vọng số 1 của người hâm mộ đội bóng này.